một cái máy chụp hình như đây phải không, thì nó sẽ tự động nó sẽ mở tùy tùy mỗi cái chương trình nó khác. Và một cái này thì nó sẽ coi trong cái này là tất cả mấy cái hình nãy mình mới chụp. Cho nên trong đây mình có cái chương trình mình mới chụp anh Kenneth này phải không? Dạ, yeah, đúng rồi. Hay là cái chương trình của tuần mới qua về cái cloning. Dạ, yeah, human cloning. Thì mình lấy cái đó mình có thể sang tất cả mấy cái đó vô máy điện toán được. Mình lấy cái này mình sang qua hết. Thì cái đó là cái data nó dễ dàng tại cái máy điện toán có thể đọc được. Bây giờ tất cả những cái file của cái hình đó nó sẽ vô cái computer rồi. Dạ vâng. Yeah. Và làm vậy xong á thì mình có thể lấy cái hình đó mình có thể mở, mình có thể email, mình có thể gửi thơ cho bạn bè mình hay là gì, và mình có thể đổi bỏ mấy cái title vô hay là gì luôn. Đó là một cái dây. Nhưng một cái khác nữa đó mà mình có thể làm được luôn á là mình dùng mấy cái card reader. Mấy cái card reader đó là mấy cái máy này nè mà mình có thể bỏ mấy cái card vô được. Cho nên mình bỏ mấy cái card mà mình chụp hình mình bỏ vô đây hết. Rồi. Mấy cái này có mất của mình. Mấy cái này hả? Khoảng 10 đồng thôi. 10, oh that's it. Yeah, 10 đồng mình ra mấy cái tiệm. Vậy đó mình gắn vô đây á. Thì tự động nó cũng sẽ hiện lên nó hiện lên mấy cái drive. Nó ra thành một cái giống như một cái dĩa mới á, mình vô đây mình coi mấy cái hình được. Thì mấy cái dĩa này không có hình cho nên mấy dĩa này không có hình cho nên không có thấy được gì hết. Không thấy được gì. Ok. Được không? Yeah. Thì cái đó là digital photography. Và bằng mấy cái hình đó thì mình có thể in ra được nếu quý vị muốn in ra nhà hay là gì. Bây giờ sau khi mình transfer những cái hình đó vô computer, bây giờ mình muốn edit, giờ mình muốn sửa đổi cho màu cho hình lớn nhỏ thì mình có thể giúp chúng tôi. Dạ vâng, thì mấy cái hình đó quý vị có thể dùng mấy cái chương trình giống như là Adobe Photoshop hay là CorelDRAW, rất là nhiều mấy cái hình mình có thể lấy đó, mình có thể đổi mấy cái hình nó được, bỏ mấy cái màu khác vô hay là lấy hai cái hình ráp vô. Cái này show này chắc phải một show riêng gì đó. Đúng rồi, cái này là chắc phải là một cái show riêng rồi. Rất là nhiều cái features. Mà chắc hồi nữa mình sẽ chỉ mấy cái quay phim đi ha. Sau đó mình sẽ chỉ ráp mấy cái đó vô thành cái gì. Xin cảm ơn quý vị. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại trong Relax. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. Cách sử dụng digital camera. Dạ vâng. Yeah. Thì cái máy quay phim á, digital á, thì nó cũng cũng giống như là mấy cái quay phim thường thôi, nhưng nó khác là nó cũng dùng một cái băng, mà cái máy digital thì nó trong đây nó dùng một cái dàn, một cái format nào mà máy điện tử có thể đọc được. Và mấy cái băng này đó thì maximum là 1 tiếng được thôi. Tất cả mấy cái máy quay phim digital nó cũng dùng một cái băng hiệu này thôi, là digital video. Mấy cái này 6 đồng một cái băng thôi. Thì theo phim á, thì nó cũng mình mua mấy cái máy này thì cũng phải coi có phải cần cái gì không, là nó nếu mình coi mình có thể dùng cái bi giống như cái bi máy chụp hình được luôn. Nếu mà quý vị có một cái máy chụp hình rồi thì maybe có thể mua một cái máy phim nó cùng máy pin. Thì theo phim thì nó cũng không có khác giống như theo phim thường thôi. Thì mình trong đây vì mình thâu chút xíu, mình thâu cái SPTN trong đây, thâu người camera và cũng thâu cho anh Kenneth chút xíu. Và cái này đó mình sẽ hỏi mình lấy cái này mình có thể sang vô cái máy vi tính được, máy điện toán được ha. Thì bây giờ mình ngừng. Thì bây giờ muốn sang đó thì nó dùng một cái dây, mình phải dùng một cái dây. Cái dây này đó ha, tên là FireWire. Dây này mình cho không biết có thể kéo gần được ha. Cái FireWire này đó là mình gắn từ cái máy camera trong đây, mình gắn vô đây nha. Gắn vô đây. Cái này cũng vô trong cái lỗ y chang cái digital anh hả? Dạ không, cái lỗ khác. Cái lỗ khác. Thì cho nên mà quý vị mà mua một cái máy laptop hay là mua mấy cái máy điện toán nào phải coi cho nó có FireWire không? FireWire. Thì cái FireWire nó cũng có hai ba cái loại, một cái loại là 6 pin bên đây á, là nó thấy mấy cái mà nó lớn hơn chút xíu. Cái mà mình đang cầm trong tay mình là có 4 pin thôi, nó nhỏ hơn. Mà
phần đông mình phải coi cái máy điện tử dùng cái pin nào và cái máy quay phim dùng cái pin nào. Thường thường cái laptop nó có come with hai cái 4 pin và 6 pin không? Không, một nó dùng 4 pin hoặc là 6 pin. Hoặc là 6 pin, nếu mà mình mua cái nào mình phải coi coi nó sẽ dùng đúng cái laptop. Dạ không, mình mua cái nào thì sao, mua sao cũng được hết, miễn là mình mua cái dây đúng thôi. Cái dây đúng thôi. Cái dây. Có nghĩa là cái một chiều á vô là 4 pin hay 6 pin, còn chiều kia là nó mình phải tìm đúng thôi, phải tìm nó có thể 44 hay là 46 hay là 64 hay là 66. Thì mình gắn vô đây á, mình gắn vô cái máy của mình ha, và mình bật lên cái máy digital của mình. Thì làm vậy đó, mình có thể dùng mấy cái chương trình trên cái máy điện toán, cũng giống như là bên máy chụp hình á, cũng rất là nhiều cái chương trình để cho dùng sang mấy cái đó qua được. Mấy cái đó là Adobe Premiere, Pinnacle Studio 8 hay là gì đó. Cái chương trình mà hôm nay mình sẽ chỉ cho quý vị là Windows Movie Maker. Bây giờ tôi không có cái chương trình đó, tôi không có cái file đó. Dạ vâng. Tôi muốn download hay là mua cái đó đâu thì anh mình có dạ vâng. Thể... Cái Windows Movie Maker là một trong nhiều cái chương trình ha, mà Windows Movie Maker đó là Windows nên... Movie Maker. Dạ vâng. Yeah. Movie Maker cái version mới nhất là Windows Movie Maker 2. Yes. Cái Windows Movie Maker là miễn phí. Miễn phí à? Dạ. Miễn là quý vị đang dùng cái chương trình, dùng cái operating system Windows XP thôi. XP, oh. Dạ. Cho nên vô Google đại, vô cái trên web và viết Windows Movie Maker 2 thì có thể download bên đây được. Yeah. Download thôi và Windows Movie Maker là miễn phí. Mấy cái kia thì cũng rất là mắc tiền đó, mà mấy kia nó hay hơn Movie Maker nhiều, nó có thể sử dụng hơn nhiều được. Cái kia anh nói là cái kia Premiere nè. Premiere là Pinnacle Studio. Pinnacle Studio, Final Cut Pro, mấy cái đó là mấy cái mà mấy người trong nghề dùng nhiều hơn. Dạ vâng. Thì bây giờ mình có cái Windows Movie Maker này mình bật lên rồi ha. Mình đã bật lên. Thì trong đây mình có thể vô cái file Capture Video, là mình muốn sang cái phim. À, cái phim mình cái sang mình phim quay đấy. Dạ vâng. Yeah. Sang mình phim mình vừa đặt tên nha, mình đặt SPTN. Vô đây và ok, và mình nói là ok, mình sang thẳng vô cái máy. Và anh hỏi muốn sang tất cả mấy cái phim, tất cả mấy cái băng hay là một chút xíu thôi, một phần của cái băng thôi. Thì trong đó mình bật lên á, mình qua đây thì nó sẽ hiện cho mình cái hình của cái máy quay phim của mình. Mình có thể quay cái băng lại được nè. Để mình phải quay cái băng lại chút xíu. Cái này là cái băng này nó quay là dùng cassette là nó. Dạ vâng. Thì nó dùng cái cassette hồi nãy mình chỉ đâu đây. À, cái cassette này. À. Digital. Okay. Nó không có phải là cái băng thường đâu. Uh-huh. Băng digital. Thì mình mua separately ha anh ha. Dạ vâng, phải mua separately. Thì bây giờ mình đang cầm cái máy quay phim này, mà trên cái máy điện toán của mình này mình có thể thấy cái hình được luôn. Cho nên mình ấn nút thâu nè, start capture. Mình có thể thâu qua đây được, hoặc là mình dùng cái mấy cái hình ảnh mình thâu á, cái băng hình ảnh mình có thể playback, mình có thể chiếu lại và mình sang qua đây được. Cho nên thì anh Kenneth nói hello gì vô cái máy đi. Hello. Hello, theo vô cái SPT. Cái này là đang live đấy hả? Đang live. Oh, hay quá hả? Oh, mình đang wow. Sang. Và sau khi đó, mình có cái này á, mình stop nha. Và từ đây á, bây giờ mình có cái phim nó vô, mình kéo vô đây là quý vị sẽ thấy trong đây nó có cái hình này, cái mình mới thâu nè. Mình có thể coi trong start đây được nè. Mình có thể thâu qua đây được, hoặc là mình dùng cái máy hình ảnh mình thâu qua cái băng hình ảnh mình có thể thấy hết đấy. Mình sẽ chiếu lại và mình sang. Thì bây giờ mình hỏi là bây giờ mình có mấy cái video này, làm sao mà làm cho một cái phim cho nó đẹp ha. Cho nó đẹp, đúng rồi. Thì dễ dàng lắm, ở dưới đây nè là cái